Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023, Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã giao Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công các chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam, và gần đây nhất là hai chương trình kết nối giao thương tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Tại các chương trình đã có hàng ngàn kết nối, trao đổi và giao dịch trực tiếp giữa khách hàng trong nước và quốc tế. Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại cấp khu vực quan trọng với sự tham gia của hầu hết các địa phương khu vực phía Nam để giới thiệu các cái sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của khu vực tới các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu của Việt Nam cũng như các nhà phân phối Việt Nam và quốc tế. Nhìn nhận về hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại là một giải pháp thiết thực thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu và quảng bá những mặt hàng tiêu biểu có tiềm năng xuất khẩu của các địa phương đến các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu trong và ngoài nước. Việc tổ chức cái hội nghị kết nối cung cầu để xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức, đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với các cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu, đối với các cái nhà sản xuất. Đây là qua các cái lần hội nghị vừa qua thì thấy rằng đây là nó là một dịp tốt để cho các cái doanh nghiệp và các cái nhà sản xuất gặp nhau để trao đổi, kết nối và để quảng bá thị trường trong nước và cũng như là xuất khẩu. Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Năm nay thì cái hoạt động này tổ chức với cái quy mô lớn và được đầu tư cao, tỉnh Bình Dương lại có cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh cũng như là kết nối các sản phẩm của Bình Dương đến với thị trường nước ngoài, cũng như là sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Trong khuôn khổ chương trình hội nghị lần này còn diễn ra buổi giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của 18 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Sự kiện thu hút hơn 300 nhà cung cấp, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất tham gia, quảng bá trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế. Trong cái sự kiện ngày hôm nay, theo đánh giá về phía doanh nghiệp, đây là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp có thể là trưng bày và giới thiệu những cái sản phẩm đặc thù của những cái địa phương, của từng cái vùng miền, từng cái tỉnh, để có thể là đây là cái cầu nối để gắn kết đến người tiêu dùng có thể trực tiếp nhìn thấy và sử dụng thử cái sản phẩm của từng địa phương. Đây là một cái rất là hữu ích để cho các doanh nghiệp có một cái cơ hội đưa cái sản phẩm mình đến với người tiêu dùng cũng như là đến với cái thị trường quốc tế mà mình tổ chức ngay cái thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là cơ hội để cho chúng tôi kết nối được, quảng bá được những cái sản phẩm tốt đến với khách hàng. Thì qua cái kết nối lần này thì tôi thấy rất là khả quan và tìm khách hàng và các đại lý cũng như các hệ thống trên cả nước. Chương trình lần này của Bộ Công Thương và của Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại tổ chức rất là có ý nghĩa để cho doanh nghiệp phát triển cái thương hiệu thứ nhất, thứ hai nó quảng bá được đến kênh trong nước và quốc tế. Trong nước thì có các kênh GT và kênh MT, kênh hiện đại truyền thống. Thì trong cái giai đoạn khó khăn về nền kinh tế đang khó khăn thì có những cái chương trình như vậy là nó rất là hiệu quả. Thì hôm nay được cái sự là thống nhất của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tạo cho công ty và các công ty là trong tỉnh được cái sự kết nối giao thương để đưa cái dòng sản phẩm là ra thị trường Việt Nam và quốc tế. Muốn sự đồng hành của nhà nước phải quan tâm
quan tâm đến những cái công ty mà hiện nay đã đạt chuẩn được các ban ngành cấp là giấy phép để là phục vụ cho trong nước và quốc tế. Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh được xem là một giải pháp thiết thực thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu và quảng bá những mặt hàng tiêu biểu có tiềm năng xuất khẩu của các địa phương đến các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu trong và ngoài nước. Các hoạt động của chương trình, cả trực tiếp và trực tuyến, đã góp phần kích cầu tiêu dùng trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam phục hồi và phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu.